trước làm slam theo top top và cái kết. Mấy dạo gần đây không hiểu sao slam nổi rần rần luôn á, mà rất là nhiều bạn cứ tát mình vào những cái clip liên quan đến slam cơ. Và khi mà mình xem những clip này thì mới phát hiện ra có vô số những cái cách làm slam vô cùng thú vị và rất là độc lạ luôn. Ok la, ngày hôm nay thì Jay sẽ thử những cái công thức này để xem kết quả ra sao, cũng như là review cho mọi người biết luôn nha. Cái công thức đầu tiên mà mình thấy rất là hay đó chính là đầu tiên cho kem đánh răng vào trộn với một ít nước, sau đó thì mình sẽ đổ keo vào và cuối cùng là mình sẽ cho dung dịch làm đông. Thành quả là chúng ta sẽ có được một cái slam nhìn nó rất là xốp, rất là bọt và rất là dai luôn á. Ok la, thử ngay chứ còn chần chờ gì nữa. Sẵn ở trong nhà có cái kem đánh răng nè, nặn ra một tí xíu. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào và khuấy đều lên. Tiếc một cái là cái kem đánh răng của Gen là cái kiểu giống như là kem đánh răng ít bọt có mọi người. Chứ nếu mà cái kem đánh răng bình thường thì nó sẽ nhiều bọt hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây keo sữa nha. Cái keo sữa này là mình mua ở nhà sách đó mọi người. Một cái chai như vậy hình như có mấy ngàn à, nó cũng rẻ lắm. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên như thế này. Và bước cuối cùng là chúng ta chỉ cần cho vào đây dung dịch làm đông. Với dung dịch làm đông thì mọi người có thể sử dụng dung dịch borax nè, hoặc là nước rơ miệng. Thì cái hỗn hợp đó nó sẽ làm đông cái slam của mình lại. Tiếc một cái là cái kem đánh răng của mình nó ít bọt quá đi, cho nên là cái thành phẩm slam của mình nó không có được bọt giống như là đầu video á mọi người. Và đây chính là kết quả, mọi người nhìn xem cái chất slam nó siêu dẻo luôn. Với những bạn nào mà chơi slam từ xưa cho tới giờ thì các bạn đều biết rằng nếu mà cho kem đánh răng vào trong slam thì slam của mình nó sẽ rất là dẻo và dai. Nhìn slam của mình nó dẻo mà nó chảy xuống như thế này, trời đất ơi, ta nói siêu thích mắt luôn á mọi người. Mà có một cái rất là hay, đó chính là khi làm slam theo kiểu này thì cái slam của mình nó nghe cái mùi kem đánh răng á mọi người. Thường thì kem đánh răng của mình sẽ có mùi chanh hoặc là mùi bạc hà, cho nên là nghe cái slam của mình cái mùi nó dễ chịu lắm luôn. Cái chất slam của mình thì nó dẻo dẻo, nó bóng bóng và mình nhìn nó y như là bột vậy đó mọi người. Lúc mà mình kéo kéo nó ra như thế này thì mọi người nhìn xem có giống như là bột gạo hay không. Công thức này mình đã thử và đã thành công, chất slam thì khá là mát và mềm dai. Công thức thứ hai liệu rằng có thành công hay không đây? Làm slam bằng bột năng với dầu xả hoặc là sữa tắm. Theo như gợi ý của một bạn trên top top thì chúng ta cần có hai thành phần, đó chính là bột năng và thứ hai là sữa tắm. Còn nếu mà các bạn không có sữa tắm thì sử dụng dầu xả nha. Ok la, đầu tiên thì mình sẽ đổ vào cái chén này một ít sữa tắm nè. Mình thấy cái công thức này khá là hay bởi vì nó toàn là những cái thành phần rất là an toàn cho da của mình chứ không có gì độc hại hết trơn. Mà cái mùi của sữa tắm thì nó cũng rất là thơm nữa. Cho nên là mình cũng hy vọng cái công thức này nó sẽ thành công để cho các bạn có thể tự làm slam tại nhà. Sau khi mà mình cho bột năng vào thì mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha. Tuy rằng Gen cho khá là ít cái sữa tắm nhưng mà cái hỗn hợp này nó vẫn còn rất là lỏng. Mọi người phải cho thêm bột năng cho đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó sệt sệt lại nha mọi người. Mấy hôm nay tôi bị cảm quá chừng luôn cho nên là chắc mọi người nghe tiếng thì cũng sẽ biết là Gen đang bị cảm đúng không? Cho nên là cái mùa mưa gió thất thường như thế này thì mọi người nhớ giữ ấm cơ thể của mình nha. Chứ đừng có để cơ thể bị lạnh thì sẽ rất là dễ bị bệnh đó. Tới đây là tôi thấy cái chất slam của mình nó đã dẻo dẻo rồi nè. Nhưng mà chắc chắn là cái chất dẻo như thế này thì nó không thể nào chơi được bởi vì nó rất là dính tay. Mà công nhận là cái công thức này theo như tôi thấy là khá là tốn bột năng đó nha. Và đây chính là kết quả cuối cùng. Nếu mà nói giống slam á thì mình thấy cái này nó không giống slam đâu mọi người, mà nó giống như là đất sét vậy đó. Mọi người nhìn xem cái tay của mình nhấn nhấn cái cục này thì mọi người sẽ thấy là nó rất là giống đất sét luôn chứ nó không có giống slam. Nếu mà giống slam thì chỉ giống slam bơ một tí xíu thôi bởi vì nó có thể kéo kéo ra như thế này nè. Cái mùi thì rất là thơm mùi sữa tắm luôn. Và cái chất bột năng nó kết dính với sữa tắm thì nó sẽ cho mình một cái khối rất là mềm mềm dẻo dẻo, bóp thì cũng rất là đã tay. Dai thì cũng có dai, kéo dài được một tí xíu nhưng mà nó sẽ bị đứt giữa chân. Nói chung là cái này không thể nào gọi là slam được đâu mọi người. Nó giống như là một cái cục đất sét mà mọi người tự làm và có thể bóp bóp tại nhà cho vui thôi. Đánh giá sự thật thì cái cục này chơi nó không có đã tay bằng một cục slam thật đâu mọi người. Nhưng mà nói chung cũng thơm thơm hay hay, bóp cũng mềm tay. Cho nên là bạn nào thích thì cũng có thể làm thử nè. Nhưng mà nhớ là cái công thức này tốn nhiều bột năng lắm đó nha, coi chừng bị mẹ đánh đòn đó. Công thức làm slam số 3 trong ngày hôm nay. Mấy bạn để màu nước nguyên chất ra khay rồi đổ hồ hoặc keo sữa bỏ vào là nó đông lại. Nghe cái này nó hơi bị ảo diệu đó nha. Nhưng mà thôi mình vẫn sẽ làm thử nha mọi người. Vẫn là cái chai keo sữa mà mình mua ở nhà sách đây nè. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái nhà sách này ra tô nha. Sau khi mà đã đổ keo sữa ra rồi thì bây giờ mọi người sẽ cho vào đây màu nước. Mình cũng không hiểu màu nước nguyên chất nó là cái gì nữa. Nhưng mà nói chung cái này nó là màu nước mà đúng không mọi người, chứ nó đâu có pha với cái gì đâu. Sau khi mà đã cho vào đây màu vàng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho màu nước màu đỏ vào để có thể tạo ra được màu cam. Mình đổ khá là nhiều màu nước luôn đó mọi người. Bạn nào mà làm slam thì sẽ biết là tạo màu cho slam thì chỉ cần cho một chút xíu màu thôi chứ không cần phải cho nhiều tới vậy đâu.
Bây giờ thì mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên, nhưng mà tới bây giờ vẫn thấy là cái hỗn hợp này nó rất là lỏng. Nó cũng giống y như là mình pha màu vào keo sữa thôi, chứ làm sao mà nó có thể tạo ra được slam ta. Sau khi mà mình đã khuấy 7-7-4-9 lần thì mình thấy cái kết quả nó vẫn y chang như vậy luôn á mọi người, nó không hề đông đặc lại một tí xíu nào. Một lát sau thì mình còn có cho thêm màu nước màu trắng vào để cho cái lượng màu nước nó nhiều, để cho cái hỗn hợp này đông lại, nhưng mà nó không hề đông nha mọi người. Cho nên là cuối cùng mình sẽ đổ cái dung dịch làm đông này vào để cho cái cục slam này nó đông lại thôi, chứ cái công thức này nó không có thành công. Bạn nào mà làm thành công rồi thì hãy nhớ để lại dưới phần bình luận cho Zen biết nha, chứ sao mình thử cái công thức này thấy nó không có thành công tí nào hết trơn. Mà khi mà cho màu nước vào trong cái cục slam của mình nhiều như vậy á, thì cuối cùng là cái cục slam của mình nó cứ bị pheo pheo kiểu gì á mọi người. Nó cứng ngắc mà nó dai nhách, rồi nói chung là không thể nào diễn tả được. Mình cầm cái cục slam ở trên tay thì màu nó cũng hay bị chảy ra như thế này nè. Tóm lại thì đây là một công thức nó rất là thất bại luôn. Nếu mà làm ra một cái cục slam như thế này thì làm sao mà chơi được nữa, chỉ có nước là đem vứt thôi. Nếu mà bạn nào làm thành công với cái công thức này á, thì mọi người nhớ bình luận cho Zen biết nha, chứ còn tôi là tôi chịu thua luôn rồi đó. Nhìn cái cục slam nó nham nhở kinh khủng luôn, thôi vĩnh biệt em. Và đó chính là những công thức làm slam mà mình đã học theo ở trên Top Top. Có những công thức thì rất là thành công, nhưng mà cũng có những công thức thì thất bại thảm hại. Slam vẫn luôn là một cái đồ chơi rất là thú vị và thu hút rất là nhiều bạn chơi. Nhưng mà có một điều các bạn cần phải nhớ, đó chính là luôn rửa sạch tay trước và sau khi chơi nha. Các bạn còn có công thức làm slam nào mà độc đáo thú vị nữa thì cũng nhớ để lại dưới phần bình luận nha. Xem tới đây rồi thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ.